Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Mình là Hoàng đây. Và hôm nay lại là thứ 7 rồi anh em ạ. Và thứ 7 là ngày gì? Ngày cho Q&A. Hôm nay chúng ta sẽ là Q&A số thứ 48, là cũng được gần 50 số rồi anh em ạ. Hy vọng anh em có một ngày tốt lành trong một buổi tối thứ 7 hôm nay. Chương trình Q&A sẽ là chương trình nhằm mục đích là trả lời các câu hỏi của anh em về vấn đề công nghệ với 7 câu hỏi phát sóng vào 7 giờ tối hàng tuần anh em nhé. Hãy bắt đầu cùng câu hỏi đầu tiên của bạn là anh Bùi Quang nhé. Mình năm nay tính build máy với cấu hình như sau: i5-13500 này, 3060 này, B660 này, nguồn 750 này. Hỏi là nguồn 750 có thừa không? Có muốn build cái này một lần và không cần phải upgrade, và mình định chọn lại 78 plus bronze. Ok, 80 plus bronze. Tiếp theo nữa là bên B660 thì có B660 MA với cả B660 ME, thì mình chọn MSI thì có tối ưu cho con này không và có sự khác nhau gì, nên mua bên nào? Ok, thế thì theo công thức tính của mình thì thực sự là bộ máy của bạn sẽ dùng khoảng tầm 700W khi mà các bạn sử dụng, tức là full load rồi mà. Không full load đâu, tức là bộ máy của bạn khi mà full load X2 lên thì sẽ khoảng tầm 700W. Thế nên lựa chọn một chiếc nguồn 750W là chả có vấn đề gì cả. Vậy nên là em đấy thoải mái. Nhưng mình nghĩ rằng bạn vẫn nên chọn một con Gold nhá. Bởi vì mấy con Gold thì nó sẽ đảm bảo rằng cái chất lượng linh kiện tốt hơn và bảo hành lâu hơn, đồng thời tuổi thọ lâu hơn nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó chính là con main. Thì thực sự mình thấy là hai con main này ngang tầm nhau. Mình nghĩ rằng bạn không còn quan trọng với cái lựa chọn main hai con này đâu. Nhưng mình thấy rằng ấy, cái MSI B660MA D4 thì thường là được đánh giá là cứng cáp hơn so với các em còn lại nhá. Ok, tiếp theo này của bạn Bách Nguyễn, hỏi thứ hai. Bạn hỏi là 13.900K 4070Ti xài nguồn 1000, có cần phải xài nguồn 1000W không? Thì về lý thuyết cái bộ máy của bạn khi mà sử dụng full load 100% cả CPU lẫn GPU thì rơi vào khoảng tầm 600W à? Đấy, 600W khi max load. Thế nên là bạn lựa chọn một chiếc nguồn 1000-1200 cũng chả có gì là quá đáng cả. Tiếp theo, câu hỏi thứ ba của bạn Bách Nguyễn, câu hỏi thứ ba của bạn Tuấn Phạm, bảo là laptop đời cũ có undervolt được không? Thì bạn thử search cái throttle stop và cái gọi là mẫu laptop của bạn nhé, để xem là cái phần mềm đấy có hỗ trợ cho laptop bạn không, hay hỗ trợ cho CPU nào cho laptop của bạn không, từ đó mà bạn có thể undervolt. Rồi, tiếp theo câu hỏi thứ tư của bạn Phương Ly, bạn hỏi là 12.400 với cả 12.400F thì em nào tốt hơn? Thực ra ấy, thì 12.400F tốt hơn cho giá tiền. Nhưng nếu mà bây giờ bạn làm việc với Adobe mà không có bất kỳ card Nvidia ấy, thì bạn nên mua chiếc CPU 12.400 nhá. Mặc dù là bạn kể cả có card Nvidia đi chăng nữa thì mình vẫn nghĩ rằng nếu bạn làm việc với cả Adobe nhiều thì bạn nên mua 12.400, vì dù sao thì chiếc card Intel onboard ấy nó vẫn hỗ trợ rất nhiều cho việc render, hay là việc gọi là không phải là render đâu mà là preview cái video của anh em ấy, cái đấy hợp lý đấy. Ok, tiếp theo câu hỏi thứ 5 thì bạn hỏi là mình tính lắp i5-13400F với cả B760 GTX 1660 Super thì ổn không shop? Thực ra ấy, mình thấy bộ này rất ổn là cái gì, tức là CPU và GPU đều rất là mạnh trong thời điểm hiện tại. Nhưng mình nghĩ rằng chiếc 13.400 đấy nó hơi quá tầm so với cả chiếc GTX 1660 Super của bạn. Tức là bạn có thể cân được một chiếc GPU cao hơn, hoặc là bạn nên giảm CPU xuống để nâng lên một chiếc GPU cao hơn để đảm bảo có hiệu năng chơi game cao hơn nhá. Bởi vì cuối cùng thì hiệu năng của CPU ấy chỉ có mục đích là giúp cho việc render nhanh hơn và giúp cho load game nhanh hơn và nói chung xử lý nhanh hơn. Nhưng nó sẽ bị giới hạn bởi GPU của bạn. Nếu mà GPU của bạn không mạnh thì CPU của bạn cũng chả chạy được nhiều ở trong game đâu nhá. Ok, câu hỏi thứ 6 bạn của bạn PCV. Bạn hỏi là mới lắp bộ PC này, H310 này, i5-9400 này, 8GB RAM này, 1650 này, GTA được 60fps chơi game có ngon không? Thực ra thì cái bộ này của bạn ấy chơi GTA thì chắc chắn là sẽ khoảng tầm trên 60fps. Combo bạn thì chơi các tựa game eSports tốt, còn những tựa game AAA thì hơi đuối một chút, bởi vì 1650 thực sự bây giờ là rất yếu rồi. Nhưng GTA 5 thì là game AAA nhưng mà của hai thế hệ trước rồi, nên là không có đề gì đâu nhá. Rồi, câu hỏi cuối cùng của bạn bạn hỏi là sau khi được Hacom tư vấn Ryzen 5 5500 thì lại có một vấn đề đau đầu là con 3600 Tray 1.650.000 với cả con 5500 là 2.550.000, thì không biết con nào hiệu năng P/B tốt không, mong Hacom tư vấn. Thì thực sự ấy, cả hai con này cái hiệu năng của nó là cộng trừ 10 của nhau, tức là hiệu năng chơi game của nó cộng trừ 10 của nhau. Thế nên nếu mà xét trung bình ấy thì thực sự là khá ngang bằng. Nếu mà bạn làm việc đúng không thì chiếc 5500 nhỉnh hơn một chút vì nó có thể nói là thế hệ mới hơn. Nhưng mà nếu mà bạn kiếm được chiếc 3600 với mức giá chỉ 1.600.000 như bạn ấy thì mình nghĩ rằng 3600 vẫn là kèo đáng mua hơn trong tất cả nhá.
Ok, và đó là Q&A số thứ 48. Rất cảm ơn anh em đã xem video này. Và nếu mà anh em có những câu hỏi liên quan tới cả chương trình luyện máy tính máy thiết ấy, thì hãy để comment ở dưới để mình có thể trả lời nhanh nhất nhá. Cảm ơn anh em đã xem và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.